Sau 2 tuần thí điểm đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông An Lạc, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ cho biết, việc đo nồng độ cồn đã diễn ra thuận lợi, an toàn hơn so với trước. Theo đó, qua nói chuyện ngay khi tài xế vẫn ngồi trên xe, cảnh sát giao thông đã thu được hơi và xác định tài xế có nồng độ cồn hay không. Nếu không có thì cho xe đi thẳng, còn nếu có thì cho vào làn kiểm tra để xác định định lượng và tiến hành xử lý vi phạm. Việc này tạo điều kiện cho lái xe đi nhanh, không làm ủn tắc giao thông. Hơn nữa, việc đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế giúp tập trung được nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an quận huyện để phối hợp với nhau đối phó với những tài xế có rượu bia và không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông khi tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn. Trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra được khoảng 50 xe các loại, đa phần các tài xế đều ủng hộ cách kiểm tra đơn giản nhanh gọn này. Dự kiến sau một tuần thí điểm tại trạm thu phí đường dẫn vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà.